Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ, an lành nha. Cả nhà ơi, sáng nay mẹ đi chợ nè, mua thịt với mua gan nè. Này là thịt nè cả nhà, mình xắt thịt nè cả nhà. Bữa sáng mình ăn sáng mình nấu thịt với gan, mình nấu với miếng đó cả nhà. Mình trộn miếng, nấu miếng. Mẹ có mua một ít thịt nộm ở cả nhà, về kho với trứng vịt. Trứng vịt nhà mình còn có 9 trứng nè cả nhà. Vịt nhà đẻ đó nên không có nhiều. Có nhiều cái mình kho nhiều rồi cả nhà ơi. Hôm nay mình nấu miếng ở cả nhà. Cái là này là miếng đậu xanh, miếng Phú Hương nè cả nhà. Mình trụng miếng rồi cái mình nấu nước súp á, gan với thịt. Mình có bỏ củ cải đỏ vô cho nó ngọt nước á cả nhà. Cái mình chan vô. Nấu cũng mau lắm cả nhà ơi, đơn giản lắm. Cũng như mình nấu mì ăn liền vậy đó cả nhà. Mời cả nhà mình ăn sáng với gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Đây, thịt đó mình chuẩn bị xong rồi nè cả nhà. Thịt này mình ướp ớt với tỏi với chút đường, chút bột ngọt vô đó cả nhà. Nước màu nhạt nhạt à, tại bữa nay mình kho với nước dừa đó cả nhà, sợ ướp đường với nước màu nhiều quá nó đậm. Còn này là thịt cái dụng dụng á, thịt nóng hay có cái dụng mình lắc ra cái mình kho keo nè cả nhà. Có keo cái mình ăn bữa sáng, thịt chắc chiều mình mới ăn tại thịt kho lâu lắm nó mới ngon. Mà thịt mình nêm muối nha cả nhà, 1 muỗng muối, 2 muỗng muối, 3 muỗng muối. Rồi mình chuẩn bị, con mẹ có mua mớ rau nè, mấy rau bồ ngót nè, ăn cho nó mát á cả nhà. Đặt rau rồi mình rửa rau sạch rồi để đây nè cả nhà ơi. Rồi giờ mình ướp thịt cũng lâu lâu rồi, cái mình phi tỏi với ớt đó cả nhà. Cái mình cháy thịt, tỏi với ớt mình cháy thịt cho nó săn lên. Cái mình nấu cho nó thấm cái gia vị đó vô đó cả nhà. Rồi mình mới bỏ nước dừa vô đó cả nhà. Trong thời gian mà chờ đợi thịt kho cho nó cạn sắc nước của mình nè, chặt 2 trái dừa nè cả nhà ơi. 2 trái dừa luôn. Nếu mà hơi 2 trái dừa này nó không đủ mình có thể pha thêm nước lạnh nè cả nhà. Mình nấu cho nó mềm, thịt nó mới ngon. Thịt của mình nó chuẩn bị nó cạn cạn, nó sắc sắc xuống nè cả nhà ơi. Nó săn lại rồi nè. Cái mình cho nước dừa vô nha cả nhà. Cho nước dừa vô, mình thấy nó không có nhiều nước quá nè. Cái mình cho thêm miếng nước lạnh vô. Cái mình nấu cho nó mềm, nó sắc xuống. Trưa rồi, cái mình chuẩn bị mình nấu canh nè cả nhà ơi. Miếng nước súp với miếng gan, cái mình nấu canh rau ngó ăn cho nó mát á cả nhà. Canh rau ngót ở đây tươi lắm cả nhà ơi. Rồi là canh của mình đã chín rồi đó cả nhà ơi, ngon lắm á cả nhà. Lâu lâu ăn canh rau bồ ngót nó mát cho nó mát, ngọt lắm á cả nhà. Bồ ngót mà nấu canh cái nó ngọt ngay à. Mình nấu có bỏ thêm miếng gan vô cái nó cũng thơm thơm mà nó ngọt đó cả nhà. Thường thường ngày xưa mình hay nấu canh mình đi một ngọt không mà, chứ không có nấu thịt cá gì mà nó cũng ngon đó cả nhà. Đây là trứng vịt mình đã luộc rồi nè cả nhà ơi. Trứng vịt ở nhà nó đẻ nhưng nó mới quá, cái có trứng đẹp trứng xấu. Mình có bỏ muối vô mà luộc á cả nhà, nhưng mà lột nó cũng không tróc nữa.
Thịt của mình giờ đã chín ngon rồi đó cả nhà ơi. Nó sát xuống ngon quá cả nhà. Thịt mềm vừa ăn ngon lắm đó cả nhà ơi. Thịt mềm ngon lắm đó cả nhà ơi, vừa ăn nữa. Chiều nay ăn cơm ngon lắm đây. Mời cả nhà mình ăn cơm tối với gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Nếu cả nhà thấy thương thích thì nhớ bấm cho mình một đăng ký và một like nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau nha.